Này các cậu, mai có bài kiểm tra giữa kỳ đấy, các cậu đã ôn bài chưa? Ôi chết, Na không nhắc là tớ quên béng đi mất, tớ chưa ôn gì cả. Tớ cũng chưa ôn gì hết, nhưng mà ôn hay không ôn thì tớ cũng có vào đầu được cái gì đâu. Thế nên thôi kệ. Không Xiêm, cậu ôn gì chưa? Mai chỉ bài cho tớ với nhá. Tớ ôn được một nửa rồi, tối nay tớ ôn tiếp. Nhưng nhiều bài cũng khó ra phết đấy. Lào ơi, cậu thì ôn hay không ôn vẫn cứ là điểm cao nhất lớp. Dọ gì, tớ mà như cậu á, tớ bỏ học, tự ứng cử làm quan kiếm tiền luôn. Cái cậu này, bọn mình vẫn còn trẻ con, còn nhiều kiến thức mình chưa biết lắm, cứ phải học cái đã, rồi lớn lên muốn làm gì thì làm. Chuẩn, ai cũng nghĩ như mít mật thì có mà loạn. À này, các cậu có thấy dạo này thằng Ổi nó cứ két két thế nào không? Là thế nào cơ? Từ cái hồi mà nó ăn may được điểm toán cao nhất lớp ấy, lúc nào nó cũng cho mình là thông minh, rồi đi khịa bọn mình là ngu đần, ngốc nghếch. Tớ là tớ cay lắm. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Cay thì không cay, nhưng mà nó cú. Tớ cũng ghét nó từ cái vụ đấy đấy. Trước nó học cũng soàng soàng. Tớ với nó là đôi bạn cùng dốt. Tớ còn chỉ bài cho nó cơ. Nó còn bảo tớ là người bạn tốt nhất trên đời. Thế mà từ vụ điểm toán đấy á, là nó trở mặt ngay. Nó bảo không chơi với một người học dốt như tớ, rồi ra cái vẻ xa lánh tớ luôn. Công nhận là dạo này Ổi học hành tiến bộ thật. Thế cậu ấy kiểu khinh thường các cậu à? Tớ thì chưa bị cậu ấy trở mặt. Chắc là chưa dám. Mà thôi, chơi tiếp đi các cậu. Chơi về sớm, tớ sẽ ôn cho các cậu mấy bài cơ bản nhá. Kệ Ổi đi. Ừ, chơi thôi. Yeah. Đã hết giờ, các trò dừng bút, nộp bài cho thầy. Này, cậu có làm được không? Bài khó quá, quả này tớ chết chắc rồi. Tớ có làm được mấy bài, may hôm qua nghe Hồng Xiêm giảng, ai ngờ trúng tủ. Hồng Xiêm, nãy tớ thấy cậu cứ vò đầu bứt tai suốt, đừng bảo là cậu không làm được cái bài nâng cao cuối cùng nhá. Ờ, đúng là tớ không làm được bài đó thật. Số mình đúng là hên, hôm qua trao ôn cho mình kiểu gì mà trúng phúc cái bài cuối cùng. Thằng Hồng Xiêm mà không làm được bài này á, thì đỗ đứa nào làm được. Lần này, điểm mình lại cao nhất lớp cho mà xem. Con lạy 8 phương trời, con lạy 10 phương đất. Con cầu mong các cụ, các ông, các bà gánh điểm cho con lần này. Con xin cảm tạ. Mít mật, 5 điểm, thấp nhất lớp. Thôi, toang rồi. Hả cái dạ quá. Mình nghỉ chơi với nó, thật là chuẩn cơm mẹ nấu. Na 7 điểm, xoài 7 điểm, cóc 6 điểm, Hồng Xiêm 8 điểm. Ôi, may quá. Điểm của tớ lần này cao bằng Na cơ đấy. Thằng Hồng Xiêm vẫn được 8, điểm nó cao thế này, không biết. Lần này có trò Ổi, lại tiếp tục đạt điểm cao nhất lớp, trò được 9 điểm. Cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn nào. Ui, thích quá. Vậy là thầy ơi, con vẫn là người giỏi toán nhất lớp, đúng không ạ? Trò dạo này chăm học, kết quả các bài kiểm tra tiến bộ lên thấy rõ, chứng tỏ trò là người nhanh nhẹn, thông minh, trò cứ thế phát huy nhớ. Vâng ạ. Ôi, Ổi dạo này đúng là lột xác hơn ve sầu. Chúc mừng cậu, khao đi, khao đi. Đúng rồi, khao đi. Ờ, các cậu cứ bình tĩnh, tớ chắc chắn sẽ khao. Toán gì mà khó thế? Này, có ai tính ra chưa? Cậu cứ từ từ để tớ tính. Ôi, tớ chịu thôi, cộng mấy lần xong á, còn trừ đi nữa. Thầy cho bài đúng là đánh đố mà. Xoài giải ra chưa? Mấy cậu không giải được á, tớ có giải bằng mắt. Thôi, chờ Hồng Xiêm vậy. À, Ổi đến rồi. Ổi ơi, bài này khó quá, cậu giúp chúng tớ giải với. Với tớ bây giờ, làm gì có bài nào khó. Đâu, xem nào. Ôi giời, bài dễ thế này mà không giải được à? Sao ngốc thế? Cha mẹ nuôi các cậu đúng là tốn cơm. Ồ, sao cậu lại nói thế? Người ta không biết mới nhờ đến cậu chứ. Thì không biết mới ngốc đấy. Phép tính dễ ẹc này, tớ chỉ nhầm một tí là ra. Nhìn các cậu kìa, túng tụng vào mà mãi không xong. Thôi, xin nghỉ học về đi hót phân trâu đi. Ôi, cậu quá đáng lắm rồi đi nhá. Hồng Xiêm học giỏi, cũng không bao giờ tự kiêu như cậu. Hồng Xiêm là cái quái gì mà dám so sánh với tớ chứ. Nó cũng xấu tính bỏ sừ ra, chỉ giả vờ là người tốt thôi. Trò Ổi từ khi tiến bộ hơn một chút là kiêu căng ngạo mạn quá,
không coi ai ra gì. Mình phải chấn chỉnh ngay mới được. Hôm nay lớp ta học xong sớm, thầy sẽ kể chuyện cho các trò nghe nhé. Vâng ạ, dạ vâng. Yeah, được nghe chuyện rồi. Chuyện kể rằng, ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con muỗi đầu đàn, luôn khao khát được làm thủ lĩnh, để có thể tự do tự tại, điều khiển mọi con vật trong khu rừng. Nó nghĩ rằng, cứ làm muỗi đầu đàn thế này thì chán chết, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy đứa phục tùng. Mình nhất định phải trở thành chúa sơn lâm. Lúc đó, cả cái khu rừng này sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của mình. Con sư tử kia chỉ được cái to xác, chứ ù lì chậm chạp bỏ sư. Con chẳng bay nhanh nhẹn được như mình, thế mà cũng được làm chúa sơn lâm. Lần này, mình phải khiêu chiến để đánh bại nó mới được. Nhưng mà, khiêu chiến kiểu gì? À, nghĩ ra rồi. Dậy đi sư tử, dậy đánh nhau với ta. Đứa nào dám cắn ta hả? Là ta, muỗi đầu đàn đây. Hóa ra là con muỗi chết tiệt, biến đi cho ta ngủ. Này sư tử, ngươi là chúa sơn lâm, nhưng ta thấy ngươi chẳng có gì tài giỏi. Ngươi có dám đấu với ta một ván không? Ta không có thời gian đấu đá với một đứa vừa bé vừa ngốc như ngươi. Ngươi chẳng bằng cái móng chân của ta. Biến đi, không ta dẫm cho một cái thì... Dám khinh thường ta à? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khinh thường loài khác và cái kết. Chết này! Chết này! Chết này! Chết! Sau khi vật lộn một hồi, sư tử kiệt sức vì không tóm được muỗi. Nó lủi thủi bỏ đi. Muỗi say sưa trong chiến thắng. Nó bay đi khắp khu rừng, vỗ ngực nói mình là kẻ mạnh nhất. Mình đã đánh bại được sư tử, giờ mình sẽ là chúa sơn lâm. Thế rồi, chúa sơn lâm tự phong trong lúc mải mê, tự hào với thành tích của mình. Do không để ý mà nó bay trúng vào mạng nhện. Chết rồi, sư dính vào mạng nhện, phải làm sao đây? Ui, càng giấy lại càng dính chặt hơn là sao? Thả ta ra, ôi, à. Ôi, ôi. Cất chim, ôi, chết ta rồi. Con muỗi nghĩ mình giỏi vì đánh bại được sư tử nên đã vội vàng bay đi khoe khoang thành tích. Sau đó vì sự ngông nghênh, thiếu quan sát mà nó đã dính vào mạng nhện. Kết cục là thoi thóp trong bãi phân chim. Con muỗi kiêu căng, cuối cùng là cái kết, nó phải bỏ mạng ngay trong ngày chiến thắng. Con muỗi đúng là khôn 3 năm, dại 1 giờ mà. Từ câu chuyện này, thầy muốn dạy các trò một điều rằng khi đạt được một thành tích nào đó, chúng ta hãy coi đó là động lực và đừng nên kiêu căng quá sớm. Bởi kiêu căng sẽ làm bản thân mất đi lý trí, dễ chủ quan và mắc phải những sai lầm lớn. Dạ, chúng con hiểu rồi ạ. Có khi nào mình cũng có tính kiêu căng tự phụ như con muỗi kia không? Từ hôm được điểm toán cao nhất lớp, mình cũng hay lên giọng chê bai, chế giễu các bạn khác và tự cho mình là tài giỏi. Vậy nên giờ trong lớp chẳng bạn nào ưa mình. Mình sai thật rồi. Các cậu ơi, chờ tớ với. Có chuyện gì vậy ổi? Giờ bọn này đi đá bóng, bọn này không xứng để cậu đi cùng đâu nhá. Tớ xin lỗi các cậu vì thời gian qua đã nói những lời không phải với các cậu. Là do tớ sai. Tớ tự kiêu, tự cho mình là nhất, nhưng giờ tớ không thế nữa đâu. Tớ thề đấy. Cậu biết sai là tốt rồi. Thôi được rồi, tha cho cậu đấy. Tha cho cậu đấy. Ui, cảm ơn các cậu. Này, các cậu cho tớ chơi đá bóng cùng với nhá. Thêm tớ là đủ mỗi đội 3 người, vừa xinh. Được, thế thì chúng ta đi thôi. Đi thôi. Con trai của mẹ ngoan quá, lại học giỏi nhất lớp. Đây, mẹ thưởng cho con 5 xu để con mua kẹo ăn nhá. Dạ vâng, con xin mẹ. Con cứ đi chơi thoải mái đi, học hành trên lớp là đủ rồi. Trẻ con ấy là phải chơi nhiều, ăn nhiều kẹo thì mới có tuổi thơ đẹp chứ. Vâng, đúng rồi ạ.
mẹ là tuyệt nhất, con đi chơi đây ạ. Mít mật, xin chào bạn đẹp trai học giỏi nhất lớp. Chào nạ, tớ tưởng Hồng Xiêm mới là nhất chứ. Mọi khi cậu thích chơi với Hồng Xiêm lắm cơ mà. Ôi dào ơi, Hồng Xiêm á, chỉ là chuyện ngày hôm qua. Cậu mới là gương mặt sáng giá nhất của hiện tại. Ở cả làng hạ này, ai sánh được với mít mật chứ. Chuẩn, chuẩn. Chúng mình đi mua kẹo ăn đi. Mẹ tớ vừa cho 5 xu này. Ừ, đi thôi. Bà xem kìa, thằng mít mật nhà bà Bẹo đấy. Thằng bé thông minh nhanh nhẹn với sáng sủa quá bà nhỉ. Đúng đấy, bà Bẹo đúng là mát mặt. Có cậu con trai vừa ngoan vừa thông minh. Mít mật ơi, ai cũng khen cậu kìa. Ờ, tớ cũng quen rồi. Ơi, dậy. Giờ này mà vẫn còn ngủ à? Thôi chết, muộn học mất rồi. Con với chẳng cái, hôm nay là chủ nhật, có phải đi học đâu. Ôi giời, thế mà mẹ làm con hết hồn. Chủ nhật thì mẹ phải cho con ngủ bù một chút chứ. Con còn định ngủ bù đến tối hả? Cả tuần đi học ngày nào cũng đi muộn, chủ nhật thì ngủ đến tận trưa rồi. Sao con khỏe ngủ thế? Thì con đang mơ đẹp, cuộc sống cứ như trong mơ có phải là tốt không? Mơ với mộng vớ vẩn. Dậy mau đi làm bài tập rồi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa đi. Không là mẹ cho nhịn đấy. Vâng, con biết rồi. Chán thật đây. Ôi trời ơi, nhìn thằng mít mật kìa, lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Công nhận thằng bé này tài ngủ thật. Cứ lần nào tôi sang nhà nó không ngủ thì cũng sẽ ngồi ngáp. Ai cái bác này buồn cười thật đây. Vừa nãy trong mơ còn khen mình hết lời. Thế mà sao cuộc sống của mình không giống trong mơ nhỉ? Như thế có phải là tốt không? Mít mật, dậy mau, muộn học rồi con ơi. Dậy mau, đếm từ 1 đến 3 không dậy là ăn đòn đấy. 1, 2, 3. Con dậy đây. Hôm nào mẹ cũng dọa đánh con thế. Buồn ngủ quá, mệt lắm, mẹ cho con ngủ một tí nữa thôi. Vì cái tật ham ngủ của con mà bao nhiêu lần mẹ bị thầy đố mắng, có biết không hả? Dậy mau, nay có bài kiểm tra, đến muộn thầy không cho làm bài thì mẹ cho con nghỉ học về hót phân trâu nhá. Vâng, hót phân trâu phân lợn gì cũng được, miễn là không phải dậy sớm ạ. Ôi giời ơi là giời. Trò mít mật, sao hôm nào trò cũng đi học muộn hả? Dạ thưa thầy, con xin lỗi, nhưng con cố lắm rồi mà không dậy sớm được ý ạ. Người con nó cứ ốm yếu thế nào ấy ạ. Trong lớp trò vẫn nô đùa cùng các bạn, ngủ trưa thì ngáy o o, chạy nhảy như giặc ấy mà yếu cái nỗi gì. Dạ con cũng không biết ạ. Chẳng hiểu sao cứ sáng dậy là con lại hoa mắt, chóng mặt, chỉ muốn nằm trong chăn mãi thôi. Thôi thôi, ta không nghe trò giải thích dài dòng, về chỗ. Dạ. Đây là con lợn đất của lớp. Thầy ra nội quy, bắt đầu từ ngày mai, trò nào vi phạm kỷ luật như đi học muộn, không làm bài tập sẽ bị phạt 5 xu đút vào lợn. Thế thì mít mật chắc là bị phạt suốt. Tớ lúc nào cũng nghiêm túc, tớ chẳng sợ. Cuối năm tha hồ có tiền liên hoan nhờ. Trật tự, lớp ta có trò mít mật hay đi muộn và ăn vụng trong lớp. Trò xoài thì lười làm bài tập, trò Hồng Xiêm hay làm bài hộ bạn. Các trò từ giờ phải nghiêm túc, nghe chưa? Khi nào con lợn đủ nặng, thầy sẽ cho các trò đập ra, lấy tiền đó liên hoan cả lớp. Vâng ạ. Vâng ạ. Cha mẹ đi vắng, nằm một mình sợ ma, không sao ngủ được. Này là lần đầu tiên trong đời mình đi học sớm, thấy chẳng quen tí nào. Thầy đồ chắc đang ăn sáng, khéo na cũng đang ngủ chỏng vó cũng nên. Mà giờ mình chẳng ngủ được nữa, kiếm gì chơi vậy? Cũng nặng tay đấy, trong đây toàn là tiền đi muộn của mình, tức thật chứ lị. Ui, đói quá. Hay là mình trộm tiền trong lợn đi mua bánh bao nhỉ? Ai mà biết được trong đó có bao nhiêu tiền. Nhưng
nhỡ thể biết thì toi. Nhưng mà đang không có ai, thôi liều ăn nhiều. Quái lạ, cả tuần nay hôm nào mít mật cũng đến sớm nhất lớp. Trước thì là chúa đi muộn, sao cậu ấy thay đổi nhanh thế nhỉ? Tớ hỏi thì cậu ấy bảo dậy sớm phụ mẹ bán hàng, nhưng tớ đoán là mít mật sợ bị nộp phạt và sợ bị mẹ mắng. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, cô bẹo nóng tính lắm, mít mật có mà sợ một phép. Ơ, gì thế kia? Nó dám! Mít mật! Chuyện gì thế? Ôi, vỡ lợn rồi! Thầy ơi, mít mật nó móc tiền trong con lợn đất à? Mít mật, có đúng như vậy không? Con xin lỗi thầy, nhưng con chỉ lấy có 2 xu, con định đi mua đồ ăn sáng thôi ạ. Na, quét gọn lại cho cha. Dạ. Thầy ơi, con không tìm mít mật nó lấy mỗi hôm nay đâu. Cả tuần nay tự nhiên nó đi sớm. Con lợn đất hôm qua con cầm cũng nhẹ hẳn. Mít mật, cho nói thật đi. Cho đã lấy tiền bao nhiêu lần rồi? Nói sai thầy đánh đòn. Dạ, con lấy lần này là lần thứ 5 ạ. Có phải cậu nghĩ trong con lợn này toàn tiền nộp phạt của cậu nên cậu tiếc tìm cách lấy lại đúng không? Thì thế. Nhưng mà thầy ơi, con chỉ nhất thời bồng bột. Hôm đầu con đói quá, không có tiền ăn sáng nên con lấy 2 xu. Hôm thứ hai thì... Thôi, trò không cần trình bày nữa. Lý do có thế nào thì sự thật vẫn là trò đã lấy trộm tiền. Mít mật, lần này cậu sai rồi. Sao cậu không đi học sớm hơn để không phải nộp tiền phạt? Thì tớ đã bảo rồi, sức khỏe tớ yếu, đã ngủ là không thể dậy sớm được. Mỗi lần dậy sớm là cứ hoa mắt, chóng mặt, đau đầu với mệt mỏi. Cả tuần nay cậu luôn là người đến sớm nhất lớp. Tớ thấy cậu vẫn khỏe mạnh, vui vẻ đấy thôi. Cậu nghĩ lại xem có đúng không? Đúng thật. Vì móc trộm tiền mà mấy ngày nay mình đều dậy sớm, có thế mệt mỏi gì đâu nhỉ? Trò không thể lấy lý do để bao biện cho sự lười biếng của mình được. Thầy nghe mẹ trò bảo, trò cứ ăn xong rồi lăn ra ngủ từ chập tối, không học bài, lười tập thể dục, mà càng ngủ nhiều sẽ càng mệt mỏi. Sáng dậy không nổi là đúng rồi. Ôi, mít mật ăn ngủ như lợn ấy. Đúng là mít mật. Thầy, con xin lỗi thầy. Từ giờ con sẽ chăm chỉ, con sẽ chịu phạt. Xin thầy đừng nói với mẹ con ạ. Trò chắc chắn sẽ thay đổi chứ. Con thề, con hứa, con đảm bảo ạ. Thôi được rồi, ta tin trò lần này. Cho trò một cơ hội sửa sai. Ta sẽ phạt trò quét dọn lớp học 1 tháng và sẽ không mách mẹ trò. Trò nhớ phải đi học đúng giờ, học hành chăm chỉ, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Thầy, sao hôm nay thầy dễ tính thế ạ? Thế còn tiền trong con lợn đất thì sao ạ? Các trò gom tiền lại, mua bánh kẹo về lớp liên hoan nhá. Hoan hô! Con quay của tớ là đỉnh nhất. Còn lâu nhá, xem con quay của tớ đây này. Hồng Xiêm cố lên. Mít mật, về ngay. Ơ kìa mẹ, con mới chơi được một tí. Về ngay, đi với mẹ lên chợ huyện, phụ mẹ xách đồ. Nhưng mà lên chợ có được ăn gì không ạ mẹ? Con với cái, suốt ngày chỉ có ăn với ăn thôi. Thì ăn mới có sức xách đồ cho mẹ chứ. Được rồi, đi với mẹ, thích ăn gì thì ăn. Yeah, các cậu cứ chơi đi nhá. Tớ về trước, tớ đừng lên chợ huyện ăn thịt rồi. Trời hôm nay oi bức, nóng thế nhở? Đây là nón của cha cháu mà. Thì ta mượn tạm một tí, có cái nón thôi mà. Lúc nào cũng mượn tạm. Mấy lần cô bẹo mượn tạm đồ nhà tớ mà có bao giờ trả đâu. Nhưng kể ra mít mật cũng sướng nhở. Suốt ngày được theo mẹ lên chợ huyện ăn uống đủ thứ. Thế nên cậu ấy mới có thân hình như thế đấy. Cậu thích thì cũng lên chợ huyện được mà. Tớ thấy phú bà cũng đi chợ suốt còn gì. À thôi, tớ thì không cần phải bon chen. Nhà tớ đồ ăn chẳng thiếu thứ gì, mà tớ còn không thèm cái kìa. Thế nên cậu mới có thân hình như vậy đấy. Hồng Xiêm,
thì bảo con vẫn đi đấy thôi. Ai bảo mẹ đi nhanh? Mà sắp tới chợ huyện chưa mẹ? Sắp. Nhanh cái chân lên con, mặt trời lên cao là nắng nóng mệt lắm đấy. Thôi chết, lên chợ huyện mua nhiều đồ như vậy mà mẹ lại quên mang theo thúng rồi. Hay là để con quay về lấy? Chạy về thì đến bao giờ? Để mẹ tính. Đây rồi, lại là thúng mới luôn cơ chứ. Ờ, sao mẹ lại lấy thúng của người ta? Lấy đâu mà lấy, đây là mẹ mượn tạm, vì mẹ không mang theo thúng. Mà người ta có hai cái ở đây, kiểu gì chẳng thương một cái. Mẹ mượn tạm, rồi xong việc mẹ trả sau. Có cái thúng của người khác mà cũng lấy được kìa. Chồng có đến nỗi nghèo khó đâu cơ chứ. Ô hay, rảnh việc nhỉ. Tôi làm gì thì kệ tôi, tôi chỉ mượn tạm. Mượn tạm thôi, lát trả, được chưa? Thế cũng được à mẹ? Sao lại không được? Đây là mẹ mượn tạm, chứ có lấy đâu. Mà thôi, nhanh cái chân lên, kéo muộn bây giờ. Mượn tạm, chỉ là mượn tạm thôi. Mẹ ơi, còn khát quá, mình vào uống nước được không mẹ? Giời ạ, uống ở đây để chết tiền à? Thôi, cố về nhà đi con, uống nước không mất tiền. Nhưng con khát lắm, đói nữa. Chủ quán, cho tôi thêm một chén trà, tôi ra đón bạn. Đây đây, nước này, uống đi con. Ờ, nhưng mà đây là nước của người ta mà mẹ. Người ta uống cũng không hết đâu, mình uống tạm một tí thôi. Không sao đâu, uống nhanh lên con. Nước ngon quá là uống tạm. Uống tạm mà. Bún mọc tới ngay đây. Cho tôi thêm một bát bún vịt nhá. Có ngay ạ. À. Mít mật ơi, mít mật. Cô bé ơi, mít mật có nhà không ạ? À? Ôi, cái thằng quỷ sứ ấy. Nó đi chơi từ sáng đến giờ đã về đâu? Cô thì bận trăm công nghìn việc, luôn tay luôn chân. Các cháu mà thấy mít mật ở đâu thì kéo nó về ngay cho cô nhá. Cô phải cho nó một trận. Đi thôi các cậu, cô Bẹo có vẻ đang bực đấy. Đi vào, vào đây. Mẹ ơi, cứu con. Ơ, có chuyện gì thế nhỉ? Hình như là thằng nhỏ trộm gì đó. Có chuyện gì đấy? Hay là mít mật lại gây chuyện rồi? Ờ, có chuyện gì thế hả ông? Bà là mẹ của thằng bé này à? Vâng. Nó ăn trộm của tôi hai cái bánh bao, bị tôi bắt gặp nên bỏ của chạy lấy người. Bà mau đền cho tôi tiền hai cái bánh bao rồi theo tôi lên quan. Mẹ ơi, cứu con không ăn trộm. Ơ hay, nhà bán quán ăn mà cũng phải đi ăn trộm đồ ăn cơ à? Ông này buồn cười, đồ nhà mình làm sao ngon bằng đồ đi trộm cơ chứ. Này, ông bà biết gì mà nói hả? Con tôi trước giờ không ăn trộm bao giờ nhá. Chuyện như thế nào mít mật, con nói rõ đầu đuôi cho mẹ nghe xem nào. Cháu không ăn trộm, cháu chỉ mượn để ăn tạm thôi mà. À, thằng nhóc này khôn nhỉ. Mượn tạm, ăn tạm. Thế nào là ăn tạm? Ăn là ăn luôn, chứ ai ăn tạm? Ai dạy ngươi cái lý lẽ khôn lỏi như thế hả? Là mẹ cháu, nhiều lần mấy cháu mượn tạm, uống tạm, có sao đâu ạ. Tôi... Ai đời lại dạy trẻ con thế cơ chứ? Hóa ra là thằng nhóc nó noi gương mẹ nó. Chị Bẹo, chị dạy thằng bé như thế phỏng? Ơ, dạ, không, không, con có dạy nó như thế bao giờ đâu ạ. À. Mít mật, mẹ dạy con mượn tạm, ăn tạm bao giờ hả? Thì mẹ không dạy, nhưng mẹ bảo mượn tạm cũng được mà. Thì lần mẹ đi chợ mà quên mất thúng, mẹ mượn tạm thúng của người ta. Ra chợ con khát nước, mẹ bảo con uống tạm, rồi ăn tạm, có sao đâu. Rồi nhiều lần mẹ mượn tạm đồ của thầy mà không trả. Hôm nay con đói nên con cũng ăn tạm bánh bao thôi mà. Ui giời ạ, hóa ra không phải là lần đầu. Bà Bẹo chồng thế mà tắt mắt nhỉ. Ơ, mượn tạm cơ đấy. Ôi giời ơi là giời, con với cái từ giờ không được mượn tạm, ăn tạm, uống tạm cái gì hết nghe chưa. À ai, ý đau quá đau à. Sao mẹ làm được con lại không được ạ. À? Vậy tớ mượn tạm công của cậu nhá, cậu có chịu không? Con tớ mượn tạm nhà của cậu, chơi không?
Mẹ làm thế là sai. Mẹ sai. Con không được như mẹ, biết chưa? Chị là mẹ, ít ra phải là một tấm gương sáng, làm những việc đúng đắn để con cái nói theo. Đằng này, lần này chị sai rồi. Chị xem, chị đã để thằng nhỏ chứng kiến những việc làm không đúng của mình. Giờ thằng nhỏ nó học theo chị rồi đấy. Bây giờ chỉ là chiếc bánh bao, nhưng biết đâu sau này lại là trộm tiền bạc của cái gì thì sao? Dạ, con biết sai rồi ạ. Con đã làm gương xấu cho nó. Mọi người, xin mọi người thứ lỗi cho mẹ con tôi. Cậu làm thế là sai rồi nhớ. Việc ăn trộm, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất thì cũng không nên. Đó là một việc làm xấu đấy Mít Mật ạ. Đúng đấy, chúng mình còn nhỏ, phải làm những việc tốt, có ích chứ. Mít Mật bỏ cái tính mượn tạm ấy đi nhớ. Nếu không á, bọn này không chơi với cậu nữa đâu. Rồi, từ giờ tớ không mượn tạm kiểu đó nữa là được chứ gì. Ông, mong ông bỏ qua cho thằng bé. Nó còn dại dột chưa hiểu chuyện. Cho tôi gửi tiền 2 chiếc bánh bao. Ông đừng đem lên quan, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận hơn. Cháu nó con nhỏ, con nhiều điều chưa biết. Thôi thì hai mẹ con cháu đã biết lỗi rồi. Ta nghĩ là anh nên tha cho cháu, không nên làm to chuyện này làm gì. Phải đấy, bỏ qua thôi. Đúng rồi, chị ấy sẽ dạy lại thằng bé. Cháu xin lỗi bác ạ. Thôi được rồi, nề mặt cụ Lý và mọi người ở đây nói đỡ, tôi tha. Nhưng không có lần sau đâu nhá. Nếu còn tái phạm á, tôi sẽ nhất định dẫn cả hai mẹ con lên quan đấy. Dạ cảm ơn ông, nhất định sẽ không có lần sau đâu. Từ giờ tôi sẽ làm những việc tốt để làm gương cho con. Cháu nhớ rồi ạ, cháu hứa sẽ không tái phạm việc làm xấu đó nữa đâu ạ. Từ sau tớ sẽ theo dõi cậu, cậu cứ thử làm việc xấu xem. Tớ biết rồi.